quần này hay quá. Đẹp, đúng vô đẹp luôn á. Đang là mồi không? Nó vừa câu sắt mấy cái ụ này nè, nó ngon nó ra nó ăn. Mà câu cái khơi giờ nắng lên rồi. Đây con kia bắt. Nhiêu đẹp, nhiêu đẹp, nhiêu đẹp, dính nữa rồi. Đó mấy cái ụ cỏ nó không câu. Đây coi. Đây đây. Lên hai ba con liên tiếp luôn. Đây mọi người. Đẹp, nhiêu đẹp. Quá đã rồi. Đây con đó mọi người. Nè. Ê, cầm làm hình nợ được nè. Đẹp nha mọi người. Hai con luôn á. Đi đi đây nó gặp mất rồi. Chào mọi người nha. Đây con cá của mình mọi người. Mình quay qua con kênh cánh phải nè. Cánh phải cho con khách vô thùng thùng bé vào cổng vào phải mọi người. Còn mấy cờ đỏ là cái con khách đó. Nó mới vét mọi người. Mà quét được khúc này à. Gần 100 mét thôi, còn đoạn trăm vét nửa bên mà đứng bên rừng nó khó câu lắm. Người ta có hiểu sao thấy có vô có ụt này. Mới vét thì cũng có chơi nha mọi người. Thôi mời mọi người theo dõi nha, anh em đang bận tắt chuẩn bị nè. Rồi, có chiến đấu mọi người. Đó, tổng cộng là 6 từ người ta mọi người. 1 cây nè, 2 cây, 3 cây. Còn nữa còn trung bình 3 cây nữa. Tổng cộng 6 cây nha mọi người, 6 cầu tay. Câu thử không coi nó ăn không mà mình câu tiếp mọi người. Chứ ra nhiều cần quá rồi nó không ăn trong mình giờ đi cực lắm. Cái rô quá trời luôn nè. Rồi mời mọi người theo dõi nha. Lên nguy hiểm không? Lên cá mọi người. Cá này mọi người. Quá thế. Lấy cái thằng nhỏ đó cho anh đây. Cá này nha mọi người. Đang nhìn mơ màng màng cái phao chị mất tiêu mọi người. Ghê thiệt. Còn cái phao kia đâu nha, phải chừng nó lôi nha. Lấy cái thùng của cho anh mình. Dạ thật luôn rồi. Vô thùng mọi người. Tiếp tục.
Rồi, ok rồi. Lên đó mình ơi. Trời ơi, xảy rồi. Ở đây quay cá nè. Bên. Ừ, được cá mọi người. Cá đây mọi người. Dì vàng nha mọi người. Cá đây. Ôi. Quá ghê mọi người. Đấy. Không thấy được. Đây mọi người. Ba lạng nha. Ba lạng nha mọi người. Cá quá đẹp mọi người. Đẹp quá. Được không? Đẹp đây mình ơi. Cậu thu mình lên cá mọi người. Đưa vô ống kiến đi. Cậu thúc mình. Cậu thúc mình ăn cá ở đâu đâu? Ok. Ok. Bình hay quá. Bình quá hay mọi người. Cái vàng. Cái chim phao nào cũng hay luôn á. Cậu không nhìn cái chim vàng nữa mọi người. Cái vàng. Cá quá đã. Chiều phao bay không hay hả? Không hay. Trong mé hay ngoài vào dưới vậy? Ngoài á. Ăn tuốt ngoài luôn hả? À, tuốt ngoài. Mà trống khơi khơi đó. Dạ. Ôi đã. Ôi có chi vàng đó mọi người. Mình quá hay rồi. Này đem đặng cỡ đi. Để đây luôn đi. Ờ ổ thùng này đi. Tao tưởng nó thùng cá rô quá. Này. Kéo về thẳng lên tận dưới rồi. Rồi là bự nè. Dây vàng nha mọi người. Đã chưa? Vô mến rồi mọi người. Dây vàng nè mọi người. Lên 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 mình ơi. Lên cá. Lên cá mọi người. Đây. Đây nha mọi người. Ủa phim không? Cá mập thấy ghê luôn mày. Ghê không? Uống đu. Uống đu hiền muội. Đã được chứ. Tỉnh đại ca uống đu hiền muội.
Rồi chim chim pháo ở giữa cái cạch thả đi chứ. Rồi. Ba cái. Rồi cho con cái nữa. Không bánh nữa chứ đâu. Vô bánh rồi, vô bánh rồi. Ê. Con cá nó còn con ảnh người ta coi mới sướng. Rồi, tạm thời quay lại chỗ cũ. Rồi. Đến đây bạn. Cần thuốc bình lên cá mọi người. Chín nữa hả? Bình này hay vậy. Cần thuốc bình lên cá mọi người. Thôi đã. Ôi, cái chơi. Những cái rậu. Một cái rậu rồi mọi người xuyên nó xúc rồi nè. Mày nó xè thấy ghê thiệt chứ. Rồi. Rồi chưa. Đây này chấm bánh rồi. Các bạn mà chấm cái gì? Hầu đạn trong trong ở trong ngoài cũng có hết. Này ở này ở trong. Nó ăn mày hay không hay là mày giật đại vậy? Ồ cái gì? Hay lắm hay. Cái giờ quá đẹp mọi người coi. ngửa bụng dần hực luôn. Chính hiệu chơi vàng mọi người. Vậy mọi người có chơi vàng nè. Dạ. Rồi. Đấy cho mọi người xem lần nữa. Trước khi vô thùng nha mọi người. Đâu cá đâu? Đang chỗ nào vậy? Đứng kia. Máu rồi. Rồi. Con này nhỏ mọi người, cái kia vàng ngon quá. Nhỏ là so trong ngũ minh thôi chứ còn mấy chỗ khác không nhỏ lắm nha mọi người. Rồi. Cá quá con. Chắc muốn có thùng nước đó mình ơi, chứ mình cho cá vô để mà chết á. Hả? Chết chơi vàng ngon quá. Vô thùng. Nó đổi chỗ rồi, tao không con rồi. Nó cần thuốc bình lên cá nè. Lên mình ơi. Ủa có chơi vàng bự. Lên cá mọi người. Đây đây đây. Không có nên nước cạn à. Quay không bên. Đây nha mọi người. Nó chìm chìm pháo rồi hiểu không? Cá đây mọi người. Rồi cho vô thùng mọi người. Cá chì vàng nha, đẹp lắm. Còn gì bằng đâu. Nè. Nó chịu ăn cái bình. Thấy không? Quá đã mọi người. Không. Muốn đi. Hỏi lên nữa ơi. Cá rô.
rô, cá rô. Cá rô mọi người. Cá rô nha mọi người. Ủa sao không có ai câu vậy ta? Cái gì vậy? Lúc cán rồi. Ê, tủ nữa. Chưa vô camera luôn trời. Đây mọi người. Phim này hay quá mà không ai coi chân trời. Ủ cá nhóc chứ mà không ai coi chân nè. Ta đi làm hết rồi, cá mọi người. Này hơi thấp à. Bình nè. Đâu Bình? Cần Thú Bình lên cá nè mọi người. Đâu rồi đó? Rồi Cần Thú Bình lên cá nè mọi người. Rồi gỡ đi. Rô mọi người. Dàn thật nha. Đó. Đó mọi người. Rồi, nút lưỡi rồi. Ôi bình ơi. Ơn cá mọi người. Ơn cá mọi người. Thôi ta không cá.
Nãy giờ nó ăn á, vô nhóc đâu. Biển cá trê nè. Cá quá đẹp luôn. Cá ngon nha mọi người. Lóc mọi người. Cái lóc ăn đáy không có gì không? Tao đang dạo qua kia à. Cái mọi người. Quay không?
Những cá gì? Đâu coi coi. Ủa cần thuốc bệnh lên cá nữa mọi người. Ăn trong mé hay ngoài à? Ăn mé. Ủa dạ thịt của mọi người. Giữ để em cắt đi. Mày được nhiêu là 8 hả? 9 con này, 9 con. Ghê ta, eo bám sát mà, được 11. Mất tiêu phao. Chê. Tao thả cần này quay qua có cái phao mất tiêu. Nó kỳ chạy. Chị về con ngủ. Quá đã. Vô bánh rồi. Cái phao nó ăn từ đời nào mà không hay mọi người. Ngon dữ dằn ôi. Đúng cái chai vàng chính hiệu được chứ. Đã gì đâu. Tiếp tục mọi người. Nữa tiếp tục. Tiếp tục lên hàng mọi người ơi. Bảo cái vàng rồi. Ôi ơi. Đừng nói tới đã nha mọi người. Lên. Cái vàng. Lên. Nãy giờ nó hụn hụn rồi. Dính không mình? Dính hai con luôn. Ồ con này bự nè. Tụi nó rủ nhau nó ăn cái gì trời. Rủ nhau nó ăn thôi. Rủ nhau nó ăn cái gì. Ồ téo thì chứ. Con này bự nè.
Con này quá bự mọi người. Con này đâu? Con này nãy giờ nó vô dụng hút luôn. Được rồi, hai con ăn được luôn. Lên. Lên rồi. Lên mình ơi. Lên mình rồi. Ôi ôi. Hả? Đang coi phim mà nó ấy nè. Đang coi phim Sắc Màu Cuộc Sống. Đang coi Sắc Màu Cuộc Sống mọi người, mà nó ăn mọi người. Mọi người ủng hộ Sắc Màu Cuộc Sống nha. Chim pháo. Quá ngon mọi người. Vô thùng. Mình che lại cho nó mát mọi người. Đấy không, che là nó không chết hết. Đâu mà chết uổng rồi, cái chì vàng mà chết ăn rất ngon rồi. Thấy rồi mọi người. Cần thủ mình lên cá mọi người. Xa quá thấy không ta? Ồ hay á. Câu trong mé cỏ á. Thấy không? Giờ trời nắng ăn mé cỏ á, câu mé cỏ đi. Cá nó cũng nhát lắm nha. Nhịp hồi bỏ đi lại hồi nó làm mấy lần rồi mới ăn. Chứ không phải ăn liền đâu. Sảy rồi đó. Đồ má lớn liền ta. Đây cá ăn lá bình. Cá ăn cước dính kìa. Giơ cá lên coi. Ôi. Giơ cá quay phim coi. Cần thủ khiết lên cá mọi người. Hả? Rớt hả? Đâu dơ cá rồi hả? 200g á. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Ôi nhỏ. Hả? Mày xin trùng câu hả? Đồ ông chiếc đem trùng lại đây hại tôi đây. Đâu giờ coi, cá rồi coi. Rồi, 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 gỡ đi. Chúng này hả? Chúng này xíu chơi. Chúng này nhảy nè bên. Không. Cá ăn luôn. Sự rừng rác quá rồi sao rác. Chúng đi. Mấy cần khủng rồi coi.
Gì ơi? Hả? Về chưa? Về sớm à? Nói ăn ngoài hả? Ăn cần nào? Con cây một à? Ăn con cây một hả? Hồi về trước à? Hả? Hai bữa 30 con, 32 con. Của tôi còn có một bình, còn có 20 nữa. Giờ cuốn cần về mọi người ơi. Cần thủ bệnh đang dọn dọn cần nè. Đến tí nó về nhà, view cái mọi người xem đồ đạc cái này nhìn thấy ngán quá mọi người. Mệt chứ lắm rồi. Cá nè mọi người. Nó câu được ở đây cũng ngon lắm nha mọi người. Khô một chút trong 2, 4, 6, 8, 10, 16 con mọi người. Thì cũng tạm ổn nha mọi người. Thôi chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Bye bye mọi người. Vậy là cũng trúng nữa nha mọi người.